Nè, được rồi, đừng có diễn nữa. Chẳng phải chỉ là tập trận giải chiến thôi sao? Lần nào cũng làm như thật vậy. Thôi, nghỉ đi, nóng muốn chết. Cẩn thận chút đi, coi chừng tai mắt khắp nơi đó. Mới tới, họ chưa kịp lắp cam đâu. Tôi nói cho mấy cậu biết, mỗi lần anh ấy tổ chức tập trận, cứ một chút là có tình báo thông báo, nửa đêm nửa hôm phải hành quân cả chục cây số. Kết quả sao? Toàn là giả thôi. Nè, tôi nói cho các cậu nghe, kiểu diễn tập này không có chút ý nghĩa gì hết. Nói tóm lại á, chúng ta là lực lượng cảnh sát vũ trang, không phải lực lượng giả chiến. Xoay tới xoay lui ở trong núi vậy là được rồi. Hả? Được rồi, thư giãn nghỉ chút đi. Nè, được nghỉ mà không chịu nghỉ sao? Lát nữa tập hợp khẩn cấp là khỏi nghỉ luôn đó. Nghỉ đi. Nè, các cậu nói coi, đội đột kích chúng ta có thể được cải tổ lại không? Chuyện này là sao? Nghe nói đội đột kích săn báo từ trước tới giờ của chúng ta sẽ được cải tổ thành đội đặc nhiệm chống khủng bố. Ê, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Cậu giỏi quá ha. Tốt gì mà tốt. Chuyện này tính đang làm cũng tuyệt hết. Đội chống khủng bố quốc gia nghe hai viên trách nhiệm nặng lắm, yêu cầu lại cao. Có thể làm được hay không lại là hai chuyện khác nhau. Chúng ta toàn là người mới, có thời kỳ tập huấn, ra ngoài cứ ra vẻ, nổ cho nhiều vô. Lỡ như tới đó không làm nên chuyện mà bị trả về thì phải giấu mặt ở đâu đây? Tới đâu hay tới đó tùy cơ ứng biến đi. Nghĩ nhiều thì được ích gì. Ai ở ai đi, tới đó thì còn phải coi vào bản lĩnh nữa. Cứu tôi với. Có người. Có người không? Cứu tôi với. Ai chà, có chuyện thật rồi nè. Làm sao đây? Sợ gì chứ? Chẳng phải trong tay của chúng ta có súng sao? Không có đạn, còn vỏ đạn thôi, chưa phải ngọn đuốc đâu. Đừng có nói nhảm nữa. Tất cả lắp vào. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiến tới mục tiêu. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Đừng giết tôi! Mấy người là ai vậy? Tôi không phải là người xấu, đừng giết tôi mà! Bỏ súng xuống đi! Đừng giết tôi! Bỏ súng xuống đi! Tôi không phải là người xấu, đừng la hét nữa! Chúng tôi không làm hại cô đâu! Các anh là ai vậy? Chúng tôi là cảnh vụ, đang tập huấn trong núi. Cô là ai vậy? Tới đây làm cái gì? Tốt quá rồi, tôi được cứu rồi. Cô đừng hét nữa, cô là ai? Đang làm cái gì? Chân tôi bị thương, đau lắm luôn. Chắc là bị gãy xương rồi. Hả? Có sao không? Để tôi xuống dưới coi thử. Cái gì mà xuống coi sao? Có gì là cậu xuống đó coi hay sao? Cậu biết cô ta là bạn hay là thù không? Lỡ như cậu xuống đó, một trái lựu đạn tiến cậu về bên kia luôn thì phải làm sao đây? Đâu có tới nổi như vậy, thời bình rồi mà. Dịch úp muối nói rất là chí lý. Nè, cô làm gì vậy? Tôi quăng một trái lựu mìn xuống để cô ta xây sẩm rồi chúng ta sẽ xuống dưới. Mấy người làm gì vậy? Muốn thả mìn nổ chết tôi sao? Không phải, đây chỉ là pháo khói thôi, không phải lựu mìn, không chết sẽ không sao. Vậy có gì khác đâu? Mấy người thấy chết không cứu thì đã đành, còn muốn quăng pháo khói vô tôi. Mấy người còn có tính người không vậy? Đừng có la hét nữa. Tốt nhất đừng có làm vậy. Lỡ như pháo khói này làm hại tới người ta, tôi mới biết anh nói làm sao đây. Vậy phải làm sao giờ? Chúng ta đâu thể nào thấy chết mà không cứu. Theo tôi thấy nên cứu. Đây, đưa dây cho tôi. Để tôi xuống. Ê, vậy có gì khác đâu. Cậu ấy xuống hoặc là tôi xuống, có gì khác biệt chứ? Có khác chứ. Khác chỗ nào? Cậu xuống đó thì cậu hưởng, cậu ấy xuống cậu ấy hưởng. Đừng nói nhiều nữa, phải chú ý đó. Sao hả? Đau bên nào? Chân bên trái của tôi hình như bị gãy rồi. Bên đây phải không? Chỗ này. Ê!
Tay chạm đâu vậy? Đừng có mò bậy bạ nha. Đừng có ồn ào nữa, tôi đang coi vết thương mà. Chắc chắn không phải gãy xương, chỉ bị trật thôi. Nhưng sao tôi cảm thấy đau dữ vậy? Có thể là bị nứt xương, nhưng cũng không chắc chắn. Ở đây không thể chụp X-quang, chắc là phải tới bệnh viện quận để kiểm tra rồi. Vậy giờ phải làm sao? Tôi như vậy làm sao mà đi được? Ê, cô vẫn chưa nói cô là ai, tới đây để làm gì nữa? Dạ chú Cảnh Vụ, tôi là... Cái gì? Chú sao? Ôi trời ơi, tôi già tới vậy luôn hả? Anh Hai Cảnh Vụ, tôi là nghiên cứu sinh Đại học Đông Bộ. Chuyên tới đây để thu thập mấy mẫu thực vật. Kết quả không cẩn thận nên bị té xuống đây, khiến chân bị thành ra như vậy. Đưa chứng minh thư đây. Dạ. Nè, là thật đó. Ôi trời ơi, cô thật biết lựa chỗ nha. May mà gặp chúng tôi đó, chứ nếu mà đụng phải sói vậy là tiêu đời. Nè, cất đi. Ở đây có sói sao? Cảm ơn anh Hai Cảnh Vụ. Giờ phải nghĩ cách đưa cô ra khỏi nơi này. Nè, chúng ta phải đưa cô ấy ra khỏi đây. Đưa cô ấy về hả? Cậu bị thần kinh sao? Phá lấu sẽ nhai sống cậu đó. Vậy nói thử coi phải làm sao. Chúng ta có thể gọi 110, đưa cô ấy tới đồn cảnh sát địa phương. Bộ không nhìn bản đồ sao? Đồn cảnh sát gần nhất cách đây cũng 70-80 cây số. Ngồi đợi họ tới đây, lúc đó chắc tối thui rồi. Tôi thấy ý cậu là muốn đưa cô ấy về phải không hả? Cậu đừng có xàm nữa, tôi nói chuyện rất nghiêm túc đó. Nè, không đưa cô ấy ra đây, cứ để cô ấy ở lại chỗ này. Trời sắp tối rồi, lỡ như mà xảy ra chuyện gì, tôi hỏi các cậu, các cậu có cảm thấy day dứt hay là không? Chúng ta đưa về giao cho phá lấu, anh ấy muốn làm sao thì tùy anh ấy, đúng không? Được rồi, tôi biết các cậu sợ gánh trách nhiệm. Nè, hay là vậy đi có được không? Có xảy ra chuyện gì thì một mình tôi gánh hết, chẳng phải là đang cứu người sao, đúng không? Chẳng lẽ dân thường gặp nạn cũng không thể cứu sao? Ê, đừng có do dự nữa mà, mau lên, các cậu hãy làm một cái cán để đưa cô ấy lên. Ê, còn không mau làm đi, trời sắp tối rồi. Đi, đi, đi. Cô đừng lo, chúng tôi nhất định đưa cô ra khỏi đây. Cảm ơn anh Hai Cảnh Vụ. Chuyện nên làm mà. Họp xong rồi hả? Sao chỉ có mình anh? Cái đám nhóc này á, tôi kêu tụi nó đi tuần tra giám sát, giờ này vẫn còn chưa về. Anh nói coi trời cũng sắp tối, có khi nào xảy ra chuyện không? Đi bao lâu rồi? Được 2 tiếng rồi. 2 tiếng rồi à? Ráng một chút nữa nha, sắp tới doanh trại của chúng tôi rồi. Có lòng thiệt đó. Không có lòng được sao? Nữ nghiên cứu sinh đưa tới tận cửa mà. Tâm xàm, bộ hai người nói bớt vậy còn không được sao hả? Cho dù là người dân bình thường thì cũng phải cứu mà. Cứu cứu cứu. Cậu nói cũng đúng lắm. Cứu. Chân của tôi chắc không phải bị gãy rồi chứ? Không đâu, tôi mới kiểm tra rồi, không bị gãy, cùng lắm là nứt xương, nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi. Anh biết nhiều thiệt đó. Anh là bác sĩ hả? Bác sĩ à? Không phải, tôi chính là cảnh sát vũ trang, là một đội viên đặc chiến vũ trang, là lính vũ trang đặc nhiệm. Lính đặc nhiệm? Các anh giỏi thiệt đó. Tạm tạm thôi. Phá lấu gội dịch ướp muối. Các cậu đang ở đâu, làm gì vậy? Tiêu rồi. Đội trưởng gọi chúng ta kìa. Lâu vậy rồi không tìm mới lạ đó. Giờ tính sao? Phá lấu gội dịch ướp muối, nghe rõ trả lời. Để tôi. Phá lấu. Dịch ướp muối đây. Chúng tôi đang trên đường quay về nè. Sao lâu dữ vậy? Chúng tôi cứu được một dân thường, chân cô ấy bị thương. Dân thường à? Cứu được người này ở đâu? Đây là khu hẻo lánh, là khu quân sự, ở đâu ra vậy? Cô ấy nói cô ấy là
Nữ thực tập sinh tới đây để thu thập mấy mẫu thực vật, bị té xuống cái hố. Mấy người chúng tôi cứu cô ấy lên, đang trên đường trở về đây. Nghiên cứu sinh, xác thực thân phận chưa? À, đã xác thực rồi, xem chứng minh thư rồi. Mau đưa về đi. À, được được được, nghe rõ. Rồi, đi. Cái gì? Cứu được người nữa hả? Phải rồi. Nè, anh coi ở chỗ chúng ta có cây cỏ quý hiếm hay sao? Cũng không biết nữa, mình đâu có chuyên thực vật đâu. Nữ nghiên cứu sinh. Ôi, lần này chúng ta phát tài rồi. Phát tài cái gì? Chẳng phải cứu người sao? Cứu người đương nhiên được mà. Nhưng mà người này phải bố trí sao đây? Làm sao mà bố trí đây? Trời cũng đã tối rồi, bố trí sao nữa? Đưa về rồi hãy tính, đưa xuống núi mau lên. Tôi nói cậu biết, Phá Lấu nhất định sẽ không đồng ý đâu. Chúng ta tập trận giả chiến, trong đội một chiếc xe cũng không có, phải làm sao đây? Chắc không phải kêu chúng ta khiêng xuống núi trong đêm chứ? Các anh đang nói gì vậy? Không phải tôi đã gây phiền phức cho các anh rồi chứ? À, không có gì, không có gì. Cái gì mà phiền phức chứ không phiền phức chứ? Nè, tình quân dân kháng khích bà. Anh thiệt là tốt. Ai da, anh thật là tốt. Có phải tôi nói gì sai rồi không? Không đâu, không đâu. Mà kệ họ, đừng để ý nha. Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Đừng lo lắng, kiểm tra theo lệ. Anh nhìn tôi như vậy có ý gì? Báo cáo. Diện mạo nhìn cũng được. Bị thương rồi. Làm gì vậy? Chân tôi, ai biết tôi bị thương còn làm vậy nữa? Cô gái bí hiểm, mạnh tay rồi. Tôi xin lỗi nha. Anh làm lính kiểu gì vậy? Đồ lưu manh. Đây là lưu manh sao? Ở trong rừng, trong núi heo hút không một bóng người mà lòi ra một cô gái. Có biết đây gọi là gì không? Tôi không biết. Liêu trai. Liêu trai? Tôi không phải là ma. Không phải ma thì cũng là yêu tinh. Ý của anh là gì? Đừng sử dụng người khác như vậy chứ. Nói đi, ai phái cô tới? Tới đây có mục đích gì? Cái gì mà ai phái tôi tới chứ? Tôi lên núi thu thập mẫu vật, bất cẩn bị té xuống hố thôi, chứ không phải là tới thám thính bí mật quân sự của mấy người đâu. Mấy chỗ tẻ nhạt kiểu như vậy tôi không có hứng thú. Nói tóm lại, mọi việc khác thường đều nguy hại. Cô tưởng tôi không biết đạo lý này sao? Anh đang nghi ngờ tôi sao? Đâu phải là tôi muốn tới, chính các anh đã đưa tôi tới đây mà. Được, tôi đi. Quần nhờn cái gì chứ? Nè, cô có sao không? Lấy dần đi. Nhưng mà... Mà kệ tôi. Tôi mà có bị chó sói ăn thịt cũng không cần các anh lo. Cái gì mà quân nhân như là người nhà, tình quân dân kháng khích, toàn là giả dối, toàn gạt người ta thôi. Hòa lâu rồi, lỡ anh đoán sai thì sao đây? Đâu cần phải nói nhiều đạo lý như vậy. Anh thấy có hợp lý không? Thì không có hợp lý, nhưng mà cũng đâu phải chuyện gì đâu. Đội trưởng à, anh đâu thể như vậy được. Thấy người ta gặp nạn sao mình có thể bỏ mặc được? Cậu có tin không? Kỹ năng sinh tồn của cô ấy còn cao hơn cậu nữa, lớn gan hơn cậu nữa. Để cậu một mình tay không đi vào trong rừng sâu này, cậu có dám không? Cậu có bản lĩnh đó hay không? Tôi chỉ muốn hoàn thành tốt bài luận văn của mình thôi. Sao mà khó tới vậy chứ? Được, các anh đều nghi ngờ tôi. Tôi là gián điệp, là đặc vụ, vậy được chưa? Vậy thì đừng bám theo tôi nữa. Tôi đi là được rồi. Phá Lấu à, anh coi dần sao đây? Các cậu cứ thương qua Tiết Ngọc thì bố trí chỗ cho cô ấy, sáng sớm ngày mai đưa xuống núi liền. Như vậy được chưa? Rõ, mau. Mau. Để tôi làm cho. Để tôi. 1, 2, 3. Vậy nào? Được rồi,
Đi thôi. Được rồi, giải tán đi ha, nha. Phản ứng này thực sự rất chân thật, nhưng mà cũng phải đề phòng. Diễn xuất như vậy quá tốt rồi. Tôi cứ thắc mắc nãy giờ, chúng ta không phải là đội quân giải chiến, cũng không phải binh đoàn pháo binh, có quân tình gì đâu để họ phải do thám chứ. Cẩn thận thì vẫn hơn. Sắp xếp cho cô ấy ở một cái lều riêng, luân phiên canh gác. Nếu như có gì bất thường, biết phải làm gì rồi. Rõ, tôi đã hiểu. Khẩu lệnh. Núi Tuyết, hồi lệnh. Cao Nguyên. Chỉ quan trưởng, tuần tra hả? Không có chuyện gì chứ? Tạm thời chưa có. Sĩ quan trưởng, đâu có chuyện gì, sao lại luân phiên canh gác vậy? Là ý của Phá Lấu, thông cảm chút đi. Có bộ mặt nhăn nhó ủ rũ của cậu kia, sao vậy? Đứng canh gác cho người đẹp mà không vui chút nào à? Hai người cậu, qua đây. Nghe cho rõ, Phá Lấu đang nghi cô gái này có vấn đề. Tối hôm nay hai cậu phải giữ tinh thần thật tỉnh táo, canh chừng người cho kỹ. Vấn đề gì được chứ, chỉ là một nữ sinh thôi mà. Chấp hành mệnh lệnh là được rồi, sao nhiều lời dữ vậy? Còn nói nữa, có chuyện gì cậu chịu trách nhiệm nha. Chuyện này tôi gánh không nổi đâu. Tôi nhắc lại lần nữa, canh chừng người cho kỹ, có xảy ra chuyện gì xử lý quyết đoán. Rõ. Đi đi. Khẩu lệnh, Núi Tuyết, hồi lệnh. Cao Nguyên, giờ đớp muối, khuya vậy rồi sao cậu còn chưa ngủ, cũng tuần tra nữa hả? Trên núi muỗi nhiều quá, căng tới ngủ không được luôn, nên đi dạo vòng vòng. Chỉ là muốn đi dạo vòng vòng, hay đi dạo là có mục đích hả? Đá cho chết bây giờ, nói chuyện không biết lớn nhỏ cái gì hết. Cô ấy, sao rồi hả? Ai? Cậu biết rõ còn hỏi cô ấy. Cô ấy hả? Bình thường không có động tĩnh gì, là dịch ướp muối. Bình thường chúng tôi đâu có thấy cậu đi tuần tra này nọ đâu, sao đêm nay lại hiếm hoi vậy? Thì đó. Cậu biết cái gì? Ây da, ây da. Ê, có chuyện gì? Ở chỗ các anh sao toàn mũi không vậy? Có tinh dầu hoa không? Tôi có. Anh đem theo cả tinh dầu hoa bên người sao? Tôi đoán là cô sẽ cần tới. Anh cũng có tâm thật đó. Chắc là cố tình đi ngang qua đây cho tôi hả? Tôi chỉ tiện đường thôi, chứ không phải cố tình đâu. À phải rồi, chỗ các anh có toilet không? Toilet? Toilet hả? Ở đây làm gì có toilet chứ. Vậy sao các anh đi vệ sinh được? Chúng tôi hả? Đừng có cười nữa. Các anh đó quá thành người rừng rồi. Ê, cô muốn làm gì? Tôi đi vệ sinh, tôi đâu thể đi trước mặt các anh được. Để tôi đỡ cô đi. Bên kia có rất nhiều cây cối, chúng tôi đều đi vệ sinh bên đó hết. Không cần đâu, tôi tự đi một mình được rồi. Làm vậy thì kỳ lắm. Chúng tôi có đặt bẫy còn giăng lưới, cô không thể nào lại gặp chuyện nữa. Vậy được rồi,
anh không được nhìn lén đâu đó. Ê, ai đời làm vậy? Tốt xấu gì tôi cũng là một quân nhân, đường đường là nam tử hán, đâu thể làm mấy chuyện bậy bạ như vậy. Được rồi, tôi thích nhất là quân nhân. Hai người làm gì vậy? Sĩ quan trưởng có nói kêu chúng tôi giám sát, một bước cũng không được rồi. Tôi theo sát chẳng phải được rồi sao? Cái cậu cứ đứng đây. Lỡ như sĩ quan trưởng trách phạt chúng tôi thì sao đây? Cậu không nói, cậu không nói, tôi không nói thì ai mà biết chứ. Được rồi, đừng có bám theo đuôi tôi nữa, phiền phức chết được. Được rồi, từ từ thôi. Ở phía trước đó. Cô từ từ thôi, từ từ thôi, đừng có gấp mà. Cứ vậy mà đi hả? Vậy phải làm sao đây? Bó tay. Thôi kệ, dù sao cả hai đều không nên rớt. Quay về thôi. Hết cách rồi, đứng đợi thôi. Anh Hai Cảnh Dụ, anh thiệt là tốt. Vậy sao? Tôi nói cho cô nghe, tôi thấy cô rất là quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi, thật đó. Vậy sao? Tôi cũng thấy anh quen lắm luôn đó. Trùng hợp vậy. Để tôi tự qua đó. Anh xoay người qua đi. Được, không thành vấn đề. Cô qua bên đó cũng được. Coi chừng mũi chích đó. Không có ai, cô đừng có sợ. Xong chưa vậy? Tôi quay lại đó nha. Tôi quay thiệt đó. Cô chẳng phải ở đó. Bây giờ cảm thấy quen chưa? Thì ra cô là người đó. Người đó. Sao chú quay lại nữa vậy? Nè, nói coi, bọn họ có phải tranh thủ luôn rồi không hả? Thời gian ngắn như vậy mà đã tình một đêm rồi sao? Trên đời này cái gì cũng có thể hết, cứ chạy còn được mà, huống chi tình một đêm. Gì vậy? Thank you.
Quả nhiên là cô. Đương nhiên là tôi. Ra tay như vậy hơi sớm rồi đó. Đầu hàng đi, thuộc hạ của anh tiêu hết rồi. Chơi trò gì vậy? Sao anh chưa xỉu nữa? Coi thường tôi quá. Cái gì mà đội đột kích săn báo? Đội đột kích mèo bệnh thì có. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, chị này chính là đội trưởng đội đột kích nữ oa Hạ Đông. Các đội viên nữ khác ở đây đều là cấp dưới của cô ấy đưa tới. Toàn thể đội viên đội đặc nhiệm, đội đột kích nữ oa bọn họ, toàn đội tại sao lại tới đây? Các cậu nhất định sẽ đang rất thắc mắc. Nhưng đây, tôi truyền đạt một chút. Theo chỉ thị của đảng ủy tại trụ sở và cơ quan, từ ngày hôm nay trở đi, bọn họ và các cậu sẽ kết hợp với nhau, xác lập thành một đội lực lượng chống khủng bố. Nói theo cách khác, sau này mọi người sẽ sát cánh cùng nhau kề vai tác chiến. Có lộn không vậy trời? Sao có thể được chứ? Đội đột kích săn báo đã chấm hết rồi sao? Chấm hết thiệt rồi. Lần này đúng là mất mặt quá. Các nữ đột kích nữ oa với các cậu có thể không hoàn toàn xa lạ. Trong nhiệm vụ lần trước, bọn họ vẫn luôn cứ âm thầm giúp đỡ cho Lưu Sấm hoàn thành nhiệm vụ. Thì ra người ta là công là thần đằng sau. Chắc chắn không phải chơi khăm mình chứ. Chứ cái kiểu này giống như chơi khăm thiệt chứ. Thôi chấp nhận đi. Báo cáo, tôi không phục. Đây là sự sỉ nhục đối với chúng tôi. Im miệng lại cho tôi. Trở thành tù nhân rồi, còn có quyền gì mà nói tôn nghiêm liêm sĩ ở đâu? Thua rồi thì là thua, nam nhi phải lỗi lạc. Bây giờ bọn họ chắc là rất hận chúng ta đó. Người nào cũng tự cao tự đại, tự làm tự chịu. Tôi thấy đội đột kích săn báo này chẳng qua chỉ có vậy. Tính cảnh giác kém quá mà. Không được coi thường săn báo. Lần này chỉ vì họ sơ ý, chúng ta chẳng qua may mắn thôi. Coi bộ những ngày tháng sau này khó sống rồi đây. Dễ sống thì chúng ta tới làm gì? Báo cáo. Đồng chí tham mưu trưởng, giờ muốn chúng tôi sát nhập với đội của bọn họ sao? Đây là mệnh lệnh, còn giả được sao? Tôi cảm thấy không hợp lý. Vậy làm sao thì mới hợp lý? Binh lính nam và nữ thể lực không giống nhau, đặc trưng cơ thể cũng không giống nhau. Cả hai đội không thể nào sát nhập. Là không thể sát nhập, hay là cậu không muốn sát nhập? Chúng tôi đã thua một trận, nhưng tình hình khách quan vẫn là tình hình khách quan. Nam nữ vốn dĩ đã khác biệt. Tên Lưu Sấm này coi thường lính nữ bọn mình. Lính nam bọn họ thì có gì hơn người chứ? Thà chết dinh còn hơn sống nhục mà. Ai nấy đều không cam tâm. Chúng ta buộc lòng phải thừa nhận, nếu thực sự so bì với nhau, chúng ta nhất định không phải đối thủ của họ. Lính nam có ưu thế của lính nam, đương nhiên rồi, trên người chúng ta cũng có ưu thế bọn họ không sánh được. Cảm thấy mất mặt quá có đúng không? Hả? Các cậu đáng bị xử lý một trận như vậy. Bằng không, đội săn báo các cậu sẽ còn kiêu ngạo tới mức nào nữa? Không được nói, không được mắng. Từng người một nghênh ngang tự đắc. Mất mặt thì làm sao hả? Có bằng sau này mất mạng không? Tốt rồi, tôi nghĩ như vậy cũng rất tốt. Các cậu phải biết, các cậu không phải là số một trên đời. Nhìn cái gì? Úp mặt ra cho ai coi vậy? Cho tôi coi hả? Tôi không thèm coi đâu.
Chuyện này đã quyết rồi. Muốn lấy lại được danh dự, mặt mũi thì phải xem biểu hiện của các cậu sau này. Đã hiểu rõ chưa? Đã rõ. Coi bộ mặt thua không phục của các cậu kìa. Hà Đông, nói vài câu với mọi người. Quay. Bước đều, bước. Ta không được quan ngân cho lắm. Vào tổ người ta dành cơm, không ai quan nghênh mình đâu. Mấy lính nữ xinh đẹp như hoa thì không ngờ lại rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy. Ừ, có hơi thảm đó. Sợ cái gì, phải chinh phục thôi. Làm sao chinh phục? Bạn Hiền dạy tôi đi. Cậu muốn chinh phục Lính Nam hả? Thì đừng có đánh bại họ, bọn họ sẽ không phục đâu. Nếu thực sự đấu với nhau, cậu thì không sao rồi. Chúng tôi đều không phải đối thủ của họ. Bạn Hiền, cậu hiểu đàn ông sao? Chúng ta muốn là phải tâm phục khẩu phục. Nếu như cậu hiểu, đàn ông á đều trọng sĩ diện. Chinh phục đàn ông không phải ở nắm đấm, mà phải dùng cái đầu. Tôi thấy Trái Thanh Long nói rất đúng. Trái Thanh Long dạy tôi đi, phải làm sao để chinh phục đàn ông? Lính Nam, phụ nữ chúng ta trời sinh đã có ưu thế. Lấy nhu mà khắc cương, đừng có đá chọi đá. Trước tiên ha, chúng ta phải giữ được vẻ thần bí trước. Điều này sẽ khơi dậy ham muốn khám phá ở họ. Thứ hai thì chúng ta phải khổ luyện nội công. Bình qua di động không hữu dụng. Vậy phải làm sao mới hấp dẫn được cái gọi là ham muốn của họ? Cậu như vậy không được đâu, trình độ còn kém quá, liếc sơ là nhìn thấu hết rồi. Vậy thì phải làm sao hả? Vậy phải coi biểu hiện của cậu rồi tôi mới nói. Cậu, cậu coi, nổi giận rồi hả? Đây là biểu hiện điển hình của phụ nữ. Nếu để tụi Lính Nam đó biết được, nói không chừng sẽ đứng ngồi không yên. Trong lòng sẽ luôn dằn vặt, cái gì nên biểu hiện thì nên biểu hiện ra. Vậy cậu nói tôi biết đi. Sau này sẽ nói cho cậu biết. Lập hộp. Đáng ghét. Nhìn phải thắng, nhìn trước nhìn. Tập hết đất. Chuẩn bị. Nè nè, bắt đầu. Toàn đội bị diệt, còn có gì để nói nữa hả? Ai mà chống mông lên lần nữa, tôi sẽ cho đội quần lên cho người ta coi, để xấu hổ khắp làng luôn cho biết. Từng người các cậu hãy kiểm điểm lại mình, sau đó nói tôi biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Lưu Sấm, hình như cậu có bức xúc hả? Dương tham mưu trưởng, đương nhiên tôi bức xúc rồi. Tôi thật sự không biết cấp trên nghĩ cái gì. Đội đột kích đâu phải đoàn văn hóa, đưa mấy bà thím, đưa mấy cô gái qua đây để làm cái gì? Tính sao vậy không biết nữa. Đội trưởng Lưu, xin anh đừng có sỉ nhục nhân cách của lính nữ chúng tôi. Trời ơi, xin lỗi nghe. À, đội trưởng, cái này là do tôi không chú ý tới cảm xúc của lính nữ các cô. Tham mưu trưởng, theo góc độ cá nhân của tôi mà nói, tôi đặc biệt hy vọng cô gái này gia nhập vào đội chúng tôi. Tốt biết mấy, nam nữ kết hợp mệt mỏi tan biến. Nhưng mà các chiến sĩ không đồng ý. Là đại đội trưởng anh không đồng ý thôi. Các chiến sĩ đều không đồng ý thì làm sao tôi đồng ý đây? Đã nghe hết rồi, sau này mọi người sẽ trở thành cộng sự của nhau. Có bức xúc tôi thông cảm, nhưng mà hai người không được phép hát mãi tù này nữa. Nghe rõ chưa? Tham mưu trưởng, tôi nhất định phối hợp với đội trưởng Lưu hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trời ơi, nè, phối hợp kiểu gì hả? Ý của anh là sao? Cô nói tôi có ý gì hả?
cô bắt trói luôn thủ lĩnh của mọi người, còn chạy tới đây nói là muốn phối hợp làm việc. Đừng ở trước mặt tham mưu trưởng chúng tôi nói những lời hoa mỹ đó có được không? Tham mưu trưởng, cảm xúc cá nhân tôi không quan trọng, nhưng mà cả một đội chúng tôi, tâm trạng của các chiến sĩ hả? Cô muốn được nổi cộm, tôi nói cô biết, tôn nghiêm của cả đội đột kích sát báo không phải vì cô mà bị chà đạp đâu. Là do tôi sắp đặt đó. Điều đó tôi biết rồi. Cậu thì biết cái gì chứ hả? Rồi sao? Nói không nên lời hả? Lên mặt sao? Cậu có ý thức được mức nghiêm trọng của vấn đề chưa? Tôi đã thiên vị cậu quá rồi, cho là cậu sẽ không so đo. Đội đột kích săn báo quá tự mãn rồi, cần phải đối đầu một trận. Sao hả? Vẫn chưa thức tỉnh được cậu sao? Suy nghĩ kỹ lại đi, đó có phải là vấn đề của bản thân cậu không? Lúc nào cũng cao ngạo hết sẽ hại chết người đó. Cậu không đáng bị hạ gục sao? Hạ gục tôi không thành vấn đề, nhưng đội đột kích săn báo không thể xấu hổ vì mình tôi được. Đó còn không phải vì cậu sao? Tự cậu biết đề cao cảnh giác thì người ta có thể đánh úp vào hay không? Nói cho cùng, cậu vẫn chưa tìm ra được lỗi của mình. Tôi không nói được cậu rồi đúng không? Phải đẫm máu thì mới giải được cậu sao? Theo tôi thấy là tôi mình hết, chủ quan quá. Nói cái gì? Tôi nói cho các cậu biết, đây rõ ràng là thủ đoạn của bọn họ, quá bị ổi mà. Các cậu thấy đúng không hả? Đúng vậy. Toàn chơi đánh lén sau lưng, có giỏi thì bước ra chơi tay đôi với nhau đi, đúng không? Tại sao bọn họ lại không bị loại bỏ chứ? Không tại sao hết, người ta là do bên trên phái xuống. Là lính nữ nữa. Là lính, còn là lính tiên nữ giáng trần nữa. Ý gì đây? Các cậu cũng là phụ nữ à? Các cậu là đàn bà sao? Một đám mấy ông tướng ở đây chí cha chí chế, bày tỏ bất mãn cái gì hả? Theo tôi các cậu toàn một lũ vô dụng, nhu nhược. Bộ chưa phục sao? Nhìn tôi làm cái gì? Có mấy lính nữ thôi mà cũng sợ nữa, có gì phải sợ chứ? Lính nữ gì chứ, ma nữ thì có. Cậu mới nói gì đó? Báo cáo sĩ quan trưởng, tôi nói không sợ. Mấy lính nam này nói không chừng đang nghĩ cách đối phó bọn mình. Mặt người nào cũng hầm hầm, nhưng mà cũng rất soái ca. Mê trai, giờ đã là lúc nào rồi? Phải tranh thủ ngắm trai đẹp chứ. Hãy mau nghĩ cách làm sao để trụ lại đây, chứ bằng không á sẽ chết rất thê thảm cho coi. Bất luận như thế nào, chúng ta không thể nào thua trước bọn lính nam được. Bọn họ sẽ còn bị lừa nữa không ta? Sao hả? Vẫn chưa phục sao? Tham mưu trưởng à, con hỏi chú nghe, đội đột kích mới sẽ được gọi là gì? Tôi vốn dĩ muốn gọi là đội săn báo, bây giờ nghĩ lại chi bằng kêu nữ oa được hơn. Thật vậy sao? Như vậy không được. Sao hả? Người thua là tôi sao? Là tự các cậu thôi. Tụi con muốn đấu, đấu một trận đường đường chính chính kìa. Nếu như tụi con thắng vẫn kêu là đội đột kích săn báo, nếu như tụi con thua thì con chấp nhận kêu là cốc nhái ếch ợp, con chịu hết. Đố thì đố, ai sợ ai chứ? Hình như tôi đâu có hỏi cô. Sầu riêng không phải là người hồ đồ, đấu theo thường quy. Chúng ta làm sao qua được tụi lính nam? Thiếu điều tự chút nhục mà thôi. Cũng chưa chắc nha, đám lính nam cũng có nhược điểm mà. Mọi người cũng đừng có quên là toàn bộ lính nam đều có những đội viên đặc chiến thuần thục. Theo thế lực của họ, kinh nghiệm, lực lượng, điểm nào cũng chiếm ưu thế. Tôi không muốn thất bại. Tôi rất thích nhìn thấy bộ dạng không phục của từng người bọn họ. Các cậu cứ yên tâm đi, tôi cảm thấy sầu riêng á nhất định tự biết cân nhắc mà. Đúng vậy, cho nên mọi người phải động não suy nghĩ. Trận so tài này trước sau cũng tới, chúng ta chỉ có thắng mới khiến họ tâm phục khẩu phục. Đương nhiên thể lực của chúng ta không thể nào bằng bọn họ, nhưng về phương diện khác có thể.
Hiện giờ chúng ta đã bị dồn tới bước đường cùng rồi, cho nên hãy mau mau bàn bạc tìm ra cách gì đi. Còn chưa ngủ sao? Thì chú cũng chưa ngủ mà. Binh lính nam nữ đấu cùng một hạng mục, lính nữ thua là tất nhiên. Cậu coi cậu nhóc cậu gài trò như vậy làm sao mà lính nữ đấu nổi ha? Cứ coi là do con gài đi. Tham mưu trưởng, đó cũng là do chú đồng ý mà. Con biết là lúc trước chú thấy con quá tự đắc nên cho con một bài học. Đúng vậy, cũng nên lắm. Nhưng mà những lúc khác thường làm chuyện phi thường, cho dù phải dùng lương lẹo để so tài, con cũng không thể cứ trơ mắt ra nhìn báo săn thành báo chết được. Để cả đội đặc chiến đổi tên thành đội nữ oa được, truyền ra ngoài chắc con chết chắc. Nhưng mà chú yên tâm, cho dù có thắng thì lúc đó con cũng giữ thể diện cho họ. Cho tới bây giờ mà vẫn tự tin như vậy sao? Chú phải nhắc nhở con đừng bao giờ coi thường các cô gái của đội nữ oa. Họ ghê gớm cỡ nào con cũng biết rồi. Lần này nếu như mà để thua nữa thì cả đời con không ngóc đầu lên nổi đâu. Tụi con không thể nào thua được. Chú à, con vẫn là câu nói đó. Nếu tụi con mà thua, con đổi nghề. Trời, cái thằng nhóc này đúng là làm quá hả? Sao chú có cảm giác như con đang đe dọa chú? Chú Dương, chú là bậc cha chú, con đâu dám. Vậy thì đấu đi, chú sẽ làm trọng tài. Thôi nghỉ ngơi sớm đi. Chú cũng vậy. Đã lớn tuổi như vậy rồi, cứ thức khuya không tốt. Nè các anh em, đối phó với đám lính nữ đâu cần phải luyện tập dữ vậy. Lấy lại tôn nghiêm, nhất định là không được thua. Nếu lại để thua trước mấy cái bà la sát đó, tôi thật sự không còn mặt mũi ở lại đội đột kích nữa rồi. Dịch ướp muối à, tôi khuyên cậu, lần này cậu không được chủ quan nữa. Tôi chủ quan sao hả? Bởi vì thực ra tôi không hề có họ là đối thủ. Xem ra lần này chúng ta sẽ thắng. Theo tôi á, tuyệt đối không được lơ là khinh suất. Lần trước chịu đủ nhục lắm rồi. Không cần phải lo lắng quá, họ cũng không có ở đây bao lâu đâu. Lỡ như mà chúng ta thua, e là bọn họ sẽ ở đây với chúng ta dài dài luôn đó. Cái đó, các anh em tập luyện chăm chỉ, lần này không được để phá lấu và đội săn báo mất mặt nữa. Nhất định lần này phải phân cao thấp. Tập thôi. Bánh mì kẹp, ra bên ngoài canh chừng. Phá lấu tới kiểm tra phòng, mau thông báo với mọi người. Được rồi. À, dạ phá lấu, tôi chuẩn bị đi ngủ ngay lập tức đây. Toàn đội tập hợp. Toàn đội tập hợp. Nhìn bên phải, thẳng. Bên phải, thẳng. Nhìn trước, nhìn trước. Nhìn. Đi. Nghiêm. Nghiêm. Điểm dịch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, nghỉ. Serin. Chào. Xin chào, phá lấu. Đội nữ các cô, phản ứng nhanh thiệt. Như nhau thôi mà. Lần đầu tới đây, ăn uống nghỉ ngơi đã quen chưa vậy? Dễ thích nghi mà, cứ như trước giờ vốn đã ở đây vậy đó. Ồ, vậy thì tốt. Cảm ơn đội trưởng Lưu quan tâm. Không cần khách sáo. Vẫn quy tắc cũ, 10 cây số. Đó, toàn đội chú ý, bên phải quay. Chạy bộ, chạy. Bắt đầu tập luyện, quy tắc cũ, 3 cây số. Rõ, toàn đội chú ý, bên phải quay. Chạy bộ, chạy. Pha lô, ngồi chơi. 3 cây số. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 1, 2, 1.
các chị em, cố gắng lên, nhất định phải cố lên. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bình Hoa dân chi là Bình Hoa, xem ra chúng ta đã quá đề cao bọn họ rồi. À, không được rồi, thật sự không được rồi. Cậu thấy sao? Chắc là bọn họ giả bộ dùng chiêu đó. Tôi thấy bọn họ không có sức bền cho lắm. Đừng nói nữa, chạy đi. Lộn xộn cái gì vậy? Muốn thêm 10 cái số nữa hả? Có vẻ bất thường à? Thực sự không bình thường. Nhìn bộ dạng của họ chắc là không phải giả giờ, hình như là chạy không nổi thiệt. Tiếp tục quan sát đi. Đã rõ. Nào các chị em, chú ý hiệu lệnh. Chuẩn bị bắt đầu. Đây đâu phải lần đầu đi sàn cắt quất đâu, là tập quấn mà. Thì đó, bà thím bán cà rem ở ngoài cổng á còn khỏe hơn cô nữa. Là đội hỗn độn. À! Được rồi, được rồi, cô đi vòng qua là được rồi. Leo qua không nổi thì bỏ đi. À! Trời ơi, cậu coi lại đứng lại kìa, lại không dám phóng qua. Đâu cần phải vậy, tự làm khổ bản thân mình chi. Yeah. Với trình độ như vậy thì thi đấu được với ai chứ? Có chuyện gì vậy? Mau lên! Ôi trời ơi, đi rồi, tôi rồi, có chuyện rồi. Trời ơi, nói coi, sao mà tệ dữ vậy? Làm cái gì không biết nữa. Còn phải nói, thực sự là không được rồi. Toàn đội đã tay tôi, chưa đánh đã bại. Phải, đội nữ oa gì không biết. Chắc hẳn là đội nữ oa chị. Được lắm đó. Cảm thấy biểu hiện của mình ra sao hả? Hả? Bình thường tôi nói các cô như thế nào? Thịt nát xương tan không bỏ đội, đổ máu mồ hôi không đổ lệ. Các cô biểu hiện kiểu gì vậy? Mất mặt. Có còn muốn tập không? Không muốn thì về nha. Cứ như vậy thì đối với ai được? Hả? Có biết nhục nhã hay không vậy? Theo tố chất của đám lính nữ này, nhắm mắt tôi cũng có thể hạ gục được họ. Điểm này anh không cần phải lo lắng. Có thể khiến cả tiểu đội chúng ta toàn bộ bị tóm gọn. Lẽ nào vô dụng vậy? Vậy ý của anh là bọn họ giả vờ hả? Đánh lạc hướng mình? Không thể nào đâu. Có gì mà không thể? Chính là đánh lạc hướng. Ôi má ơi, nếu thật sự vậy, diễn xuất của họ quá xuất sắc rồi. Vậy làm lính làm gì? Làm diễn viên luôn cho rồi. Anh cũng đâu phải lần đầu thấy họ diễn xuất đâu.
sao không bị lộ chứ? Nhìn đám lính Nam cười hả hê như vậy, chắc chắn là không bị lộ. Các cậu thấy tôi diễn sao hả? Những thiếu nữ e thế hiện rụt rè. Cậu khỏi diễn, cậu vốn dĩ vậy mà. Rồi rồi, cảm ơn. Đừng tự mèo khen mèo dài đuôi. Tôi không nói trái táo nhỏ cô đâu, tôi nói tất cả chúng ta. Làng khó có quyền ảo cách mấy cũng phải có ngày tan. Chúng ta thắng một lúc không thắng được cả đời. Cuối cùng quyết định tất cả còn phải coi thực lực của bản thân mỗi người. Mọi người cũng đừng bi quan như vậy. Sầu riêng nhất định sẽ nghĩ ra được kế sách chu toàn. Cậu ấy sẽ không để bất kỳ ai phải rời đội đâu. Đúng vậy, tôi sẽ không để bất kỳ ai trong các cô rời đội đâu. Vậy anh có kế sách gì hay không? Rút binh. Có. Tập hợp. Bên phải thắng. Nhìn trước nhìn. Bên trái quay. Chạy bộ chạy. La 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 la. Đội trưởng Hạ. Đội trưởng Lưu, sao vậy hả? Rút binh rồi sao? Đáng lẽ ra đội Nam chúng tôi đang rất lo lắng, nhưng giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Chiều nay chúng tôi nghỉ ngơi, còn về phía đội nữ Hoa muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp, chúng ta sẽ không làm phiền nhau. Cô thấy sao hả? Tôi đồng ý. Cuối cùng cũng phải coi theo thực lực mà, đúng không? À, vậy thì cứ tiếp tục đi, tôi sẽ không làm phiền nữa. Thật sao? Thì anh ta nói như vậy đó. Chắc không có âm mưu gì chứ. Tôi thấy tụi lính Nam này không có đơn giản như vậy đâu. Đúng. Không được lơ là kinh suất. Đội trưởng, để tôi đi trinh sát. Ừ, nhớ cẩn thận đó. Rõ. Heo. Trời đất ơi, cậu còn giữ heo nữa sao? Đã nói là cậu không lường trước được đâu. Cậu không chặt được thì tôi đi tiếp đó nha. Ê, tôi thấy chặt không nổi đâu. Quá cảm động luôn. Để tôi đọc câu này cho mấy người nghe. Toàn là một đám đầu óc đơn giản không cảm xúc. Xúc tích. Quá là xúc tích luôn. Mau lên đi, tôi đợi cậu tới qua cũng tàn rồi. Nè, 4, 5, 6, 7, 8. Dán. Đấu không nổi nữa rồi. Đứng hình luôn. Được quá. Để tôi tự dán cho. Nè nè nè, đừng có chơi kiểu đó. Ừ. Đang chơi hả? Ngồi. Tiếp tục. Nào. Ngồi, đừng có khách sáo. Vậy là sao chứ? Cứ thua là dán lên một tờ hả? Đâu có cá độ đâu. Có nói cá độ sao? Tôi có một đề nghị. Hả? Dán một tờ giấy 200 cái hết đất. Sĩ quan à, trời, uống nước đi. Sĩ quan à, các cậu làm gì vậy? Đừng giận nữa. Làm gì vậy chứ? À, sĩ quan trưởng à. Cái gì vậy? Để tôi đọc cho anh nghe một đoạn. Hả? Đoạn này rất là xúc động, đảm bảo anh nghe xong là nước mắt đầm đìa luôn. Ha. Khi em xuất hiện, tình yêu như một tách trà xanh đến bên cạnh anh. Lúc đó... Trời ơi, được rồi. Tôi chịu không có nổi. Tôi nói các cậu biết nha. Tôi nhắc lại một lần nữa. Thời gian tự do cũng không được quá tự do. Phải ngồi đúc kết lại. Đúng. Kinh nghiệm của bản thân. Đúng. Có đúng không? Đúng. Đã vào đây làm lính thì phải nghiêm chỉnh một chút ha. Khi các bạn nè nè, hay lắm. Tiếp. Hồi này tôi phải thôi. Đau lòng quá. Chạy đi, đánh đi ba con nằm. Mau lên, chạy lên, ra đi. Chơi và cái gì khi vậy? Chúng ta đã gặp không? Lại nhau thì tình cảm của anh. Đi. Táo. Sao rồi trái táo nhỏ? Không xong rồi. Lần này chúng ta gạt hết bọn họ rồi. Tình hình sao? Buổi chiều thực sự bọn họ không tập nữa.
Cả đám trong ký túc xá chơi xì phé, đọc thơ ca, rất thư thả luôn. Bị gạt hết thật sao? Kỹ thuật diễn của chúng ta lợi hại thiệt, thành công. Lính nam có phải là tự kiêu quá rồi không? Họ không coi chúng ta ra gì mà. Ngược lại tôi thấy bọn họ thực chất không hề coi thường chúng ta, mà là đang coi trọng chúng ta, muốn chơi chúng ta thôi. Quả nho nói rất đúng. Mọi người đừng có vui mừng quá sớm. Cho dù họ có thực sự bướng bỉnh, họ cũng có tố chất của bướng bỉnh. Chúng ta chỉ được thắng không được thua. Các chị em, phóng lao thì phải theo lao, trọng trách trên vai chúng ta còn rất nặng. Cô tôi chặt chết cậu nè. Chúng ta đã ở bên nhau bao năm tháng trôi qua hả? Và bây giờ ơi, tôi chặt chết cậu. Chơi vui quá đi ha. Hả? Phải lâu được nghỉ xả hơi mà. Nghỉ xả hơi? Đừng cứ trốn trong phòng, mình ra ngoài dạo đi. Hả? Được, sao phải đi vậy? Được nghỉ xả hơi hả? Gì vậy? Mau trời ơi, đã quá. Đi. Nhanh lên. Mau. Mau lên. Theo tao nhỏ, cố lên. Làm trò gì vậy? Bọn họ nghĩ thật sao? Không thể nào, tức chết đi được. Đây đúng là đang chọc tức mình mà. Chúng ta đừng để bị ảnh hưởng. Họ đi chơi kệ họ, mình luyện phần của mình. Đợi khi thắng đội lính nam rồi, tôi sẽ cho cả đội nghỉ phép. Sợ nhất chính là nghỉ phép tập thể, còn là nghỉ dài hạn. Trái táo nhỏ, bây giờ cô muốn thử cú đấm ngàn cân hay là muốn liên hoạt? Biết rồi, biết rồi, tôi nói sai rồi. Da mặt tôi đủ miệng rồi, không cần trang điểm nữa. Cô khỏi phải nhọc công. Trái táo nhỏ, sau này đừng có nói như vậy nữa. Việc lập đội đặc nhiệm chống khủng bố là nhiệm vụ cấp trên giao cho. Cho dù có khó khăn đến đâu, cũng phải đối mặt với nó. Chúng ta không chỉ cho lính nam biết, mà còn cho tất cả mọi người biết là những lính nữ trong đội chống khủng bố đóng một vai trò rất là quan trọng. Chúng ta phải là một viên đá nhọn, không thể đánh bại. Sầu riêng, sau này tôi sẽ không nói như là như vậy nữa. Cô là thần tượng của tôi theo dấu chân của cô vào đội nữ oa này. Tôi là một lính thông tin, từng bước vào đội nữ oa thật không dễ dàng gì. Tôi tình nguyện đi theo cô, sẽ không rút lui. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà thể lực thật sự là điểm yếu của tôi. Từ chạy bộ, leo núi đều không phải là sở trường của tôi. Làm sao vượt qua, có cách gì hay không đây? Trời ơi, mẹ ơi, hôm nay chúng ta đúng là mệt thiệt đó nha. Không khí trong lành thế vậy. Đáng ra được có leo núi, đi câu cá tốt hơn đó. Cơm ở nông trại đúng là ngon lắm luôn á. Ngoài cuộc sống căng thẳng ở trong quân đội ra mà còn được giải khuây xả stress như vậy, thật là nhẹ nhõm mà. Nghe nè, chơi đã đủ chưa? Đủ rồi. Quay về mau mau tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai nếu mà không có việc gì, chúng ta lại tiếp tục dã ngoại ăn uống sẽ rất mệt mỏi đó. Trời ơi, đó tôi sẽ ăn 2 xiên dê nước. Sầu riêng, tôi thật sự ngưỡng mộ họ đó. Tôi không tin họ có thể ung dung như vậy đâu. Mặc kệ thật giả, chúng ta tự phải cố gắng, cứ kiên trì sẽ thành công. Trước khi chưa kết thúc cuộc thi, đều không được lơ là kinh suất. Rõ. Thần thái đều rất tốt. Hai đội của các bạn có thể phải nói là trải qua rất nhiều khổ luyện, đều là những đội đặc vụ ưu tú. Hôm nay mọi người kỳ vọng vào tất cả các bạn rất là cao. Rốt cuộc là nam giành được chiến thắng hay là đội nữ giành chiến thắng đây? Ai nói cũng không tin. Chúng ta sẽ thấy kết quả trên đấu trường. Tham mưu trưởng, tôi chỉ có một thỉnh cầu. Nói. Dựa trên những điều kiện khách quan, đội nam và đội nữ có rất nhiều khác biệt. Dựa vào lực lượng chúng tôi rất khó thắng, dựa vào tốc độ chúng tôi cũng rất khó thắng.
chỉ vì vào kỹ thuật chúng tôi mới có cơ hội thắng. Cho nên chúng tôi muốn nói trước là thi đấu chỉ xét kết quả, không có quá trình. Đừng có chậm chế nữa, cô yên tâm, sẽ không để các cô thua tới khó coi đâu. Nói như vậy là anh đồng ý rồi. Tham mưu trưởng ở đây nè, tôi nói được sẽ làm được. Được, chỉ xem kết quả, không coi quá trình, đề nghị này rất hay. Chúng tôi cũng rất muốn coi đội Hạ Đông cô biết được nhược điểm của đội mình, rốt cuộc sẽ dùng cách thức gì để thi đấu, sẽ cho chúng tôi kết quả như thế nào. Tôi thật sự rất là hiếu kỳ. Đã chuẩn bị xong hết chưa vậy? Chuẩn bị xong rồi. Được rồi, và hạng mục tiếp theo, mang khúc gỗ lên đỉnh núi. Nè, đồng chí Sầu Riêng, cô còn chiêu nào nữa không? Cứ đem ra đấu hết đi. Cô nhìn cho kỹ, khúc gỗ nặng 200-300 kg, ở dưới chân cô có bánh xe lửa hay là lò xo gì không? Làm gì có chứ. Trời ơi, đường núi quằn ngoèo, dốc núi trơn trợt, đừng nói tới khiên khúc gỗ nha. Nè, nội mà vác cái bao xe này thôi, trèo lên đó cũng đủ mệt mỏi rồi. Đừng giận tôi nói thẳng nha đội trưởng Lương, anh đó nhìn đường có vấn đề. Phải, tôi biết các cô có bướm đen, nhưng tôi nói cô biết, tôi không thể thua đâu, cô hiểu chứ? Vậy thì lên đi. Lên thì lên sợ ai? Không thể nào, vừa mới cột chặt để ngay ngắn mà. Mau đuổi theo. Đừng đuổi nữa, đuổi theo cũng vô ích, bọn họ lên tới đỉnh rồi. Đầu óc anh ta vẫn chưa tỉnh táo lắm, nhưng mà tình trạng đã khá hơn rất nhiều. Sức khỏe đã rất tốt, có thể không bao lâu nữa sẽ hồi phục. Bà biết rồi. Bà đang nghĩ gì vậy? Vấn đề cần phải nghĩ rất nhiều. Hắn rốt cuộc là bạn hay là thù? Con biết là ba cần thư giãn. Ba cần được yên tĩnh một mình. Ngoan đi. Tại sao vậy? Con cũng biết rồi. Ba luôn coi con là con gái của ba. Nhưng con đâu phải là con gái ruột của ba. Con và nó đọc trang lứa. Đương nhiên ba không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy con, ba lại nghĩ tới con gái của ba. Nhưng mà con và cô ấy đâu có giống nhau. Sao con biết được chứ? Con... Ai cho con đi điều tra nó? Hổng kình, con sai rồi. Con tìm nó làm cái gì? Con thấy ba quá đau lòng, con muốn tìm cô ấy.
khuyên cô ấy về bên cạnh ba. Ai ra lệnh cho con hả? Sao con có thể đi điều tra nó, đi tìm nó? Con tưởng cảnh sát Trung Quốc là lũ ngốc à? Con làm vậy có thể sẽ khiến cảnh sát Trung Quốc và hình cảnh quốc tế biết thân phận của nó đó. Con hành sự rất là bí mật. Con đúng là ngốc nghếch. Con có thể nào qua mặt được cục an ninh và cảnh sát quốc tế hay không? Con muốn làm gì? Chuyện do con gây ra, con bằng lòng đền tội. Ai nói bắt con phải đền tội? Con chưa từng có cơ hội làm việc cho Hổ Kình bao giờ, chưa từng có cơ hội báo đáp ân tình to lớn của ba. Con tự tung tự tác, không nghĩ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần một lời nói của ba thôi, con lập tức tự sát. Bây giờ ba lệnh con bỏ súng xuống liền. Sống chết của con không phải do con quyết định, mà phải do ba quyết định. Dạ. Con tìm thấy con gái ba rồi. Dạ. Ba cứ do dự hoài, coi như con giúp ba hạ quyết tâm, đưa thông tin của nó cho ba. Cho tới bây giờ ba vẫn chưa gặp nó nữa. Rốt cuộc nó trưởng thành như thế nào? Kiếm Bảo, chúng ta phải làm sao đây? Không sao, không sao đâu bà xã. Em đừng khóc, đừng khóc được không? Bệnh tình của con gái có thể nói là vẫn ổn. Vậy đi, anh sẽ thử tìm cách. Anh sẽ đi hỏi mượn tiền, được không? Được. Được rồi, được rồi, được rồi. Anh nói tới tiền, em có một chuyện xém chút nữa quên nói anh biết. Chuyện gì? Hôm nay em tới bệnh viện thanh toán, phát hiện tài khoản bệnh viện của mình có thêm 100.000. Anh có biết chuyện này là sao không? Có thêm 100.000 à? Sao em lại không nói cho anh biết sớm? Tại vì em bận quá, mơ mơ màng màng cứ nghĩ là anh để vào. Anh chưa trả tiền người ta sao? Tên Trần Minh đó thiệt là. Xin lỗi quý khách, số thuê bao vừa gọi hiện giờ không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau. Xin lỗi quý khách, số thuê bao vừa gọi hiện giờ không liên lạc được, xin hãy gọi lại sau. Sĩ quan trưởng. Bác sĩ lại tới thăm bé Nguyệt Lượng sao? Con bé sao rồi? Hôm qua tôi có tới thăm con bé, tình trạng có vẻ không tệ. Phải, cũng rất tốt, rất là ổn định. Đừng lo lắng quá, phải tin tưởng trình độ của chúng tôi. Chỉ cần tìm thấy nhóm phù hợp là có thể trị cho con bé được rồi. Phải, nhưng mà tôi sợ lỡ như không tìm thấy nhóm phù hợp thì sao đây? Rồi sẽ tìm thấy thôi. Nhưng mà tôi lo là Nguyệt Lượng không thể cầm cự lâu như vậy. Anh nói gì vậy? Cô bé rất kiên cường. Hôm qua nó nói tôi, nó biết bản thân nó nhất định sẽ khỏe trở lại. Anh coi, trẻ con lạc quan tới vậy, có phải anh nên nghĩ tích cực hơn chút không? Bé Nguyệt Lượng là đứa trẻ ngoan, tôi phải học hỏi ở nó đó. Cảm ơn bác sĩ Đới nha. Cảm ơn cái gì chứ. Nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước. Phải rồi. Chuyện gì? Tôi bỏ đi, được rồi. Có phải là muốn hỏi chuyện phá lấu không? Cái gì chứ, ai quan tâm anh ấy. Thôi được rồi, biết anh rất là bận. Anh đi đi, không làm phiền anh nữa. Được, vậy tôi đi ha. Ừ, tạm biệt. Tạm biệt. Về rồi à? Về nhà thăm vợ thăm con thôi. Trong nhà sao rồi hả? Vẫn rất tốt. Không phải đã cãi nhau với vợ con chứ?
Đâu có, vẫn tốt mà. Đừng cứ nói chuyện của tôi nữa. Tôi nói anh nghe, lần trước mình thắng đội nữ oa, họ cũng vô đội rồi. Vậy sau này dẫn dắt sao đây? Anh phải nghĩ cách đó. Muốn dẫn sao thì dẫn thôi. Tôi trước giờ chưa từng coi họ là lính nữ. Theo như tôi thấy, đám lính nữ đó còn khó đối phó hơn lính nam. Anh phải chuẩn bị tâm lý đó, biết chưa? Tôi không cần phải nghĩ cách. Có khó khăn cứ giao cho anh giải quyết thôi. Còn cô Hà Đông đó nữa. À phải rồi, anh cảm thấy Hà Đông đó như thế nào? Sầu riêng á? À, được đó, rất ưu tú. Sao thì, đây? Thì cũng không có gì. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Sau này chẳng phải cần là hợp tác với nhau sao? Ê, lại mở một đợt tập huấn lính đặc chủng của năm kìa. Anh không qua coi sao? Tôi kêu Lý Văn Hy theo sát bọn họ rồi. Một khi có lính mới nào giỏi thì kéo qua đây cho chúng ta. Được, có lính nào giỏi đưa qua đây tôi đào tạo cho. Tôi đi trước ạ. Không có gì. Đi nha. Nói tôi biết khẩu hiệu của các cậu là gì? Trung thành với đất nước, tận tụy vì dân, thử thách giới hạn, vượt lên chính mình. Mau vận động lên nào, mau lên. Bao hộp xuống đi, bao hộp xuống đi chứ. Mà nói cậu đó, lắm rồi. Hai lần rồi không nghe thấy hả? Nhanh lên nè, mau ngưỡng dậy đi. Có phải trọng lượng nhẹ quá hay không? Tăng lên 50kg đi chứ. Đừng tò mò như vậy, mau năng nổi lên đi. Mau lên. Làm tốt lắm. Trong núi này không có cọp. Sư tử xưng vua có đúng không? Đội trưởng à, chỉ tìm kiếm cảm giác thôi mà. Anh coi, tìm kiếm cảm giác. À, phải rồi, anh tới đây tuần tra hả? Tôi tới tìm người. Ủa, ai vậy? La Tiêu đâu rồi? Người đó. Nè, nè cậu kia, cậu kia, cậu kia. Đội trưởng luôn, tôi nè. Sao hả? Chạy tới đây à? Chưa giải ngũ sao? Tôi không xuất ngũ đâu. Tôi xin ông xin bà cầu trời khấn Phật mới được tới đội đặc chiến. Tôi muốn vào đội đột kích. Nhà tù không quản nổi cậu. Không có đâu. Chỉ đạo viên và đội trưởng, để tôi đi theo các anh đi nha. Thôi được rồi, cậu tiếp tục nỗ lực đi. Đó. Đội trưởng à, anh đang để ý tới thằng nhóc này sao? Huấn luyện khắc khổ vô, coi cậu ấy có bao nhiêu tiềm năng. Qua khoảng thời gian tiếp xúc trước đó, tôi lại cảm thấy cậu ấy có tố chất của một trinh sát. Không thành vấn đề, tôi sẽ dùng ép cậu ta. Ê, cậu đó, 90 xuống đi. 90 mau. 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Cảm ơn. Cố lên, cố lên. Một, hai, một, hai, một, hai. Các anh em, chúng ta cự không hả? Cự. Có mệt không? Không mệt. Có khổ không? Không khổ. Lớn tiếng lên chút đi. Không khổ. Cố lên, cố lên, cố lên. Bên phải. Bên phải, thẳng. Nhìn trước, nhìn. Nghỉ. Nghỉ. Đứng nghiêm. Đứng nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Điểm danh. 1, 2, 3, 4. Báo cáo đại đội trưởng. Báo cáo. Đội đột kích sân báo tập hợp đã xong. Đã đủ 8 đồng người. Đồng chí đội trưởng. Có mặt đầy đội đủ. Đội đồng chí nữ oan tập hợp đã xong. Đã 6 người. Có mặt đầy đủ. Xin chỉ thị. Nghỉ. Rõ. Nghỉ. Nghỉ. Nè, tôi muốn bàn bạc một chuyện. Là chuyện gì? Chiều hôm nay tôi bận một chút chuyện. Giúp tôi chỉ huy đội đi. Sao hả? Bận thật sao? Thật sự bận. Được thôi. Cảm ơn. Toàn đội chú ý. Hãy nghe cho rõ đây. Để cho đội viên nam nữ càng kháng khích nhau thêm nữa. Chiều hôm nay sầu riêng sẽ dẫn đội. Phải nghe cô ấy chỉ huy. Nghe rõ chưa hả? Rõ. Rõ, rõ. Ê, mấy anh trai,
còn không bằng các cô gái sao? Tôi không nghe thấy. Rõ. Đó. Ê, vậy mới phải chứ. Nè, tôi giao đội cho cô đó. Pha lẩu, anh không thể bỏ rơi chúng tôi như vậy được. Tôi đáng sợ tới vậy sao? Thực sự có đó. Toàn đội chú ý, bên phải, quay, chạy bộ, chạy. Làm thế nào để tôi tin là họ có thể chiến thắng chúng tôi chứ? Cô không có lòng tin vào đội của mình. Thì nhiệm vụ lần này, nếu mà là đội của tôi, sẽ thành công 100%. Cùng một đội rồi, đâu cần phải phân rõ ràng như vậy. Đành chịu thôi. Có người coi trọng tình nghĩa, tôi đâu thể nào lấy mấy lính nữ mới tới đội của cô đem so với các anh em giàu sinh ra tử của mình được chứ? Đồng ý. Bên này. Bên này. Đi bên này nè. Bên này nè. Phải đi bên này mới đúng. Không được lui. Trời ơi. Nè, anh có biết không vậy? Ủa, hả? Vị trí của mình dành với tôi làm gì? Có lộn không vậy? Hai người đừng cãi nhau nữa mà. Cả nhóm đã bị loại. Đều tại anh đó. Tại anh. Mà đủ rồi. Cô nhìn xong chưa vậy hả? Cô kiểm tra tốc độ gió hơi lâu rồi đó nha. Bây giờ hướng đó đang rất bất ổn. Anh không nhìn thấy hay sao? Được rồi, được rồi, được rồi. Bớt diễn cớ đi, mau lên đi, được không vậy? Gió đông nam 5 mét. Anh bắn được không đó? Tôi bắn không được. Tôi thấy là cô cố ý tính sai hướng gió, làm tôi bắn không trúng. Bản thân bắn không tốt, đừng có diện cớ. Để tôi bắn. Nè, cô đưa bắn đây, cái gì tôi bắn hả? Cô động vào thứ gì cũng mà. Được, nhưng cô không thể động vào súng của tôi. Nè, không xuống. Cô không xuống đi. Dựa vào đâu mà tôi không? Ê, cô không xuống cho tôi đạp lên. Tôi là nữ đó. Tôi biết cô là nữ rồi, cao như vậy cô leo lên được sao? Tôi leo lên trước, lát nữa tôi kéo cô lên được chưa? Nè, mà lên lề mề quá. Bỏ đi, không sợ đợi với anh nữa. Nè. Xong rồi chứ? Cô ngồi im. Anh không sao chứ? Nói đi, cô có ý phải không hả? Tôi là bác sĩ, tôi coi thử. Cô đừng coi, cô đừng coi. Chắc là bị bông gân mất tiêu rồi. Gọi là dây chằng. Đúng là thiếu hiểu biết. Ngồi im. Hai người bị loại rồi. Ê... cũng tại anh thôi. Cũng tại cô. Chân cẳng gì, nói bông là bông. Ê, nghe lời tôi, bên này nè. Vì vô đâu mà nghe anh, tôi cảm thấy là bên này. Thôi thôi. Tôi là đội viên cũ, kinh nghiệm hơn cô nhiều. Đi bên này. Vô vô đâu chứ, bại tướng dưới trướng. Ê, cô nói ai? Cô nói ai là bại tướng dưới trướng? Thủ đoạn đê tiện bỏ thuốc giả mồ hôi của mấy người á, đừng có nhắc tới nữa. Giả mồ hôi? Không cần thuốc giả mồ hôi cũng bắt được mấy anh. Xạo, xạo cũng vừa thôi. Sao hả, không tin? Vậy đấu thử. Đấu thì đấu chứ. Tôn đầu lên. Im miệng. Ba người đã bị loại rồi, rời khỏi chiến trường. Nhìn bộ dạng các người đi. Cả 5 người, đó có 2 tên bắt cóc, còn toàn quân bị diệt. Cứu còn tin à? Nếu đây là hành động thật sự, còn tin đã chết cả 100 lần rồi. Sau cùng, cả mạng của các người cũng không còn. Tất cả nghe rõ cho tôi. Đi ra thao trường. 3 người vượt rào 3000 mét. Báo cáo. Vừa giờ tôi chỉ phạt lính nam vậy. Lính nữ thì sao? Ngậm miệng thúi của cậu lại. Báo cáo. Chuyện này không liên quan gì tới tôi hết. Sao tôi cũng phải chạy vậy? Tôi chạy. Sửa cái gì? Thì mình tin, mày cũng chạy đó. Sĩ quan trưởng à, tôi vừa bị té, chân đang rất đau, không chạy được. Một cây số,
Bò cũng phải bò hết cho tôi. Rõ. Toàn thể có mặt. Bên trái quay. Mục tiêu thao trường. Đi chạy bộ 1 cây số. Sĩ quan trưởng, anh chỉ luyện lính nam không luyện lính nữ hả? Chuyện của lính nữ tôi không quan. Đáng đời. Dám đạp lên tôi là bạn đỡ. Đám lính nam đó đúng là quá đáng, không chịu phối hợp chút nào. Mấy người đó rõ ràng bản thân không đủ trình độ, còn không phục chúng ta nữa. Các chị em nói đúng. Hôm nay nếu chúng ta nhún nhường, sau này cả đời sẽ bị bọn họ cửa lên đầu. Đã nói hết chưa hả? Nói các cô biết, nữ oa đã không tồn tại từ lâu rồi. Bây giờ chỉ có sang báo. Chúng ta là một tập thể, mấy cô người nào cũng xem đồng đội nam như kẻ thù. Sau này làm sao chấp hành nhiệm vụ, làm sao tiếp tục công việc? Bộ tưởng tốn bao công sức đưa các cô vào sang báo là để chơi đùa thật sao? Sầu riêng không phải lỗi tại các bạn nữ, muốn trách cũng trách đám lính nam đó. Họ từng chịu thiệt thòi dưới tay chúng ta, cho nên thù ghét chúng ta, không muốn phối hợp với chúng ta. Không tại các cô chắc. Hành động thất bại không phải tại các cô sao? Được, đều thù địch chứ gì. Tôi hạ cho các cô trong một ngày tạo quan hệ tốt với lính nam. Nếu không, tôi cho các cô biết mặt. Hả? Các cô còn ngớ ra đây làm gì? Vượt rào 3000 mét, mau lên. Làm gì đó hả? Trong thời gian trực không lâu huấn luyện, đứng ở đây ngắm cảnh làm sao? Chú Dương, sao chú chạy tới đây chi vậy? Ngửi thấy mùi thơm của đậu phộng cho nên qua đây đó. Có rượu không? Còn đâu có dám, đã có lệnh cấm rồi mà. Sao không dẫn đội đi huấn luyện đi? Con muốn xem thử cô sầu riêng này có thể dẫn dắt đội được không. Được lắm. Chịu để mắt tới rồi à? Không để mắt mà được sao? Đã tố tội tới chỗ của con luôn rồi. Nói câu thật lòng, lần này đúng là làm con rất kích thích. Trước đây con chưa từng trải qua chuyện này. Toàn nghe khen cậu tài giỏi. Nhóc con cậu xuất sắc lắm, rất ưu tú. Chuyện này không cần phải nói, nhưng tại sao mới gặp có chút rắc rối đã không tiến lên được? Cậu có biết tại sao không? Chú nói con nghe thử. Đó là bởi vì cậu nhóc con vẫn không nhìn thấu bản thân, cần có chút kích thích đó. Bây giờ vẫn chưa tới thời khắc sau cùng. Nè, chú nhìn đi, sầu riêng cũng chỉ có bản lĩnh tới đó thôi, cũng không thể dẫn dắt tốt đám binh tướng hùng mạnh của con. Cũng phải cho người ta chút thời gian. Đám anh em đó cũng đều là do con huấn luyện ra ha. Theo con học được gì tốt chứ? Tham mưu trưởng dạy dỗ rất phải. Lính con dẫn dắt học được gì chứ? Vậy nên mới nói tôi phải thường xuyên đem lại một chút kích thích cho cậu, một chút bất ngờ ha. Tiếp tục đi. Vốn dĩ là cười nhạo đồng đội nam, cuối cùng bản thân là thành trò cười. Sầu riêng còn muốn chúng ta làm thân với họ làm sao đây? Tôi cảm thấy sầu riêng nói đúng. Chúng ta nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Nói thật lòng, nếu chúng ta không thể có được cảm thông từ đồng đội nam, chúng ta vẫn không thể hiện được uy lực thật sự. Làm thân với họ bằng cách nào? Tỏ ra thân thiện với họ. Đám đồng đội nam đó người nào cũng ngang bướng, tỏ ra thân thiện họ cũng không đón nhận, cũng chưa chắc mà. Cho nên chúng ta phải nghĩ ra cách hòa nhập vào đội ngũ của họ, công phá từng người, họ sẽ đón nhận thôi. Công phá người? Không sai. Đấy, lại đây. Một, hai, ba, bắt đầu. Lý Giang Hy. Anh ra đây. Có chuyện rồi. Có chuyện chứ không có chuyện gì chứ. Chẳng phải chỉ muốn huấn luyện mình tôi sao? Nè, hai anh rảnh rỗi ngồi không làm gì? Bên chỗ huấn luyện vũ trang cốt cán không thể tụ luyện hoài được, mà qua đó đi. Trời, cái miệng anh đúng là mới yên được có buổi chiều rồi lại ngủ nó lên. Rồi đi đi. Nè, được không? Được hay không cũng phải đi, không thể để mất mặt nữa. Đồ phó Lý à,
Nhớ đừng trúng kế mỹ nhân đó nghe. Lần trước nếu như không phải tại anh trúng kế thì chúng tôi cũng đâu phải tới nỗi thua thê thảm vậy. Ê, đừng bới móc tôi nữa có được không vậy? Chừng nào mới thôi không nhắc chuyện này nữa đây. Dầu tay cô nói đi, cô tìm tôi thật ra có chuyện gì đây? Anh nói tiếng phổ thông được không vậy? Có chuyện gì? Nói tiếng phổ thông được không vậy? Vậy tôi không nói nữa, tạm biệt. Sao hả? Anh nhát gan dữ vậy sao? Nói đi, có chuyện gì? Cởi quần ra đi. Cô muốn làm gì đây? Tôi khám chân cho. Tôi từng học ngành y mà. Chân tôi khỏi rồi, không cần khám nữa. Đã vào đây, không tới lượt anh quyết đâu. Ê, cô khám chân hay là giết heo đây hả? Cô là thú y hả? Là thú y đó, khám bệnh cho giả thú vậy được chưa? Ê, dinh dự lớn như vậy cô cũng dám nhận sao? Ê, nhẹ tay nhẹ tay. Tôi tự làm được, tôi tự làm được mà. Anh coi sao phải chịu khổ như vậy, còn cố chịu đựng nữa. Anh không cần cái chân này nữa sao? Chẳng phải là tôi muốn thử thách y thuật của cô hay sao? Sao hả? Giết heo thật sao? Dấu tay! Cô làm vậy là công báo thù tư. Anh có dám kêu lớn tiếng chút nữa hay không? Ôi trời! Cái này có là cái gì? Chẳng phải chỉ là massage thôi sao? Nè, có đủ không? Không đủ thêm chút nữa. Nè. Bỏ đi. Sao không kêu nữa đi? Thật không ngờ là cô cũng rất biết quan tâm người khác. Tôi chỉ quan tâm tới bệnh nhân. Cao tiêu chuẩn sao? Tới phá đám sao? Không được hả? Tôi phá không nổi sao? Quan gên phá. Tới đi, phá đi. Ai sợ ai chứ? Cô được lắm. Lần đầu tiên tôi thấy có người bắn tốt như tôi. Đây, cô làm sao mà bắn được vậy? Kể chuyện anh đi. Anh bắt đầu thích trò này từ hồi nào vậy? Từ nhỏ tôi đã ôm súng đi ngủ rồi. Từ hồi tôi còn chưa biết đi kìa, súng đã là người bạn thân tốt nhất của tôi. Vậy sao? Ê, nhớ hồi còn nhỏ, ba mẹ tôi đều qua bên Thẩm Quyến làm việc. Tôi sống ở trang trại, lớn lên bên cạnh ông nội của tôi. Ông nội của tôi là một thợ săn già, cho nên từ hồi còn nhỏ tôi đã ôm súng ngủ rồi. Lúc tôi được 7 tuổi, ông nội dẫn tôi vào trong núi để săn. Ông từng nói với tôi
là súng, chính là phần tiếp nối trái tim. Chính là một phần cơ thể mình, cũng như cánh tay của cô vậy đó. Ông nói lúc cô nhắm hai mắt mình lại, cô sẽ cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của khẩu súng. Ê, cô coi tôi đã nói nhiều như vậy rồi, có phải cô cũng nên kể chuyện của mình không? Tôi à? Trong mắt người khác tôi là một quái nhân. Hả? Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong mắt của người khác, người như tôi không dễ tiếp cận lắm. Trước đây mọi người đều gọi tôi là thỏ trắng. Không phải là loại dễ thương đâu, mà là loại cảnh giác cao độ đó. Loại cảnh giác cao độ sao? Vậy thỏ trắng đó có phải cũng thích ăn cà rốt không? Có lẽ là tôi từ nhỏ đã xa nhà nên mới sống khá khép kín như vậy. Từ nhỏ tôi đã tập bắn ở trường thể thao thiếu niên, nội trú cũng gần giống như anh. Ba mẹ tôi đều không ở bên cạnh, anh cũng biết rồi đó. Trường thể thao hầu hết đều là khép kín, lại khá là khô khan, lại cộng thêm con người tôi vốn đã khá là tẻ nhạt rồi. Có lẽ mọi người cảm thấy tôi thật sự quá kỳ lạ, nhưng chỉ cần cầm khẩu súng bắn tỉa lên, trong lòng tôi liền cảm thấy rất là vui, thật sự rất là vui. Người ta nói đó, cũng đâu nhìn ra được cô vui vẻ gì chứ, nhưng niềm vui này ở trong lòng tôi, người khác làm sao nhận ra chứ. Đi thôi. Đi. Thỏ trắng này thích ăn củ cà rốt.